Bạn càng ít hiểu biết càng có lợi cho người giàu, vì tiền của bạn sẽ chạy vào túi của họ không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Chỉ khi hiểu rõ. Các bạn thân mến, để có thể kiếm được nhiều tiền, bạn cần phải có một phương pháp và tư duy kiếm tiền độc lập cùng với sự kiên trì tới cùng. Tiền thực chất là một quá trình tích lũy của cải, là quá trình tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc bỏ vốn hoặc lao động của bản thân mà có được. Vậy thì làm cách nào để kiếm tiền nhanh chóng nhất và làm thế nào để kiếm tiền hiệu quả hơn? Đây có lẽ là điều mà bất kỳ ai cũng muốn biết. Những định luật kiếm tiền của người giàu dưới đây có thể thay đổi tư duy của bạn về một phương pháp kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thứ nhất, phải dùng đầu óc để kiếm tiền. Bạn chẳng thể nào dùng sức để kiếm tiền mãi, vì khi già đi, sức khỏe cũng xuống cấp. Nếu cả đời chỉ dùng sức để kiếm tiền thì chẳng kiếm được là bao. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp giữa sức lực và trí tuệ, bạn lại có rất nhiều cơ hội để làm giàu. Vì vậy, hãy học cách kiếm tiền của người giàu. Họ không mong chờ một vận may nào đó. Thay vào đó, bản thân luôn không ngừng sáng tạo để kiếm tiền. Trước khi thực hiện một việc gì, họ tính toán rất kỹ, vì họ biết rằng nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn. Lấy ví dụ chẳng hạn, cùng trên một mảnh đất, nếu bạn trồng cây lúa thì lợi nhuận thấp, nhưng tìm cách cải tạo để đất phù hợp trồng nhân sâm có giá trị cao thì lợi nhuận vượt trội. Vì thế, dù trong ngành nghề nào, cũng phải có thật nhiều ý tưởng để đem đến hiệu quả cao. Bạn cần phải biết rằng, dùng đầu óc trí tuệ của mình để phân tích có lựa chọn đúng đã thì nỗ lực của mình mới có giá trị. Nếu không sẽ hoài phí như dã tràng xẻ cát biển đông vậy. Học cách kiếm tiền của người giàu thông qua trí tuệ, bạn sẽ có thể gặt hái được thành công ở bất cứ lĩnh vực nào mà mình muốn. Tác giả diễn giả Napoleon Hill cũng đã từng đề cập đến vấn đề này trong cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu. Sự giàu có bắt nguồn từ cách suy nghĩ. Người không thể làm giàu là những người bị hạn chế trong tư duy. Còn với những người giàu nhất, niềm tin sẽ giúp xóa bỏ tất cả những giới hạn. Thứ hai, cần biết làm gì để nằm trong số 20%. Theo quy luật 20-80, chỉ có 20% người kiếm được tiền, nhưng 80% còn lại thì không kiếm được gì cả. Ví dụ trong một công ty bất động sản, chỉ có 20% nhân viên tạo ra doanh số cho toàn bộ công ty, hay trong bất kỳ một công ty nào khác, chỉ có 20% người mang lại doanh thu nuôi sống toàn bộ công ty. Từ đó có thể khẳng định rằng số đông là gặp khó khăn, còn chỉ có một lượng nhỏ số người vượt trội hơn là nắm trong tay tiền bạc và quyền kiểm soát thế giới này. Bạn càng ít hiểu biết càng có lợi cho người giàu, vì tiền của bạn sẽ chạy vào túi của họ không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Chỉ khi hiểu rõ quy luật này, bạn mới cần biết mình phải chuẩn bị những gì để có cơ hội nằm trong số 20% đó. Bạn muốn làm cừu hay làm sói, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của bạn, vì điều đó không hề là ngẫu nhiên tình cờ mà phụ thuộc vào nỗ lực của bạn. Để trở thành một người giàu có, bạn nên thay đổi tư tưởng và quan niệm của mình tương đồng với những người thuộc số 20% kia. Bởi vì tư duy của những người giàu sẽ khác hẳn với tư duy của hầu hết tất cả mọi người. Thế nên không lạ gì khi có những bài viết phân tích chê bai một người giàu có thành công nào đó. Thực tế là thẩm mỹ và hiểu biết của hầu hết chúng ta không thể sánh được với những người giàu có, càng không đủ trình độ để đánh giá người ta mà thôi. Tốt hơn hết là đừng dùng tư duy của 80% yếu kém còn lại để đánh giá 20% tư duy của người giàu với những khác biệt mà ta không thể giải thích nổi. Khi tư tưởng đã thay đổi, ta cũng phải hành động quyết liệt hơn, chăm chỉ hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 10 lần người bình thường thì mới mong nằm trong số 20% ít ỏi kia bạn nhé. Luôn xác định mục tiêu đó để tránh sa chân vào 80% còn lại. Việc này thực sự đòi hỏi bản lĩnh và quyết tâm không biết mệt mỏi của chính bạn, nhưng thành quả hứa hẹn sẽ rất rực rỡ. Thứ ba, ở đâu người giàu cũng có thể kiếm tiền. Những người chưa kiếm được tiền luôn than vãn rằng mình không có cơ hội. Trong khi đó, người giàu lại luôn sẵn sàng chủ động tìm hiểu cơ hội. Thậm chí họ tự sáng tạo ra nó, bất kể hoàn cảnh hiện tại khó khăn tới mức nào.
Họ còn được khen là chạm tay hóa vàng, nhưng ít ai biết được rằng họ tự cởi mở với lòng mình, cơ hội là do chính mình tạo ra. Nếu bạn cảm thấy kiếm tiền thật khó thì kiếm tiền sẽ trở nên vô cùng khó khăn với bạn. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền thật dễ dàng, bạn cần phải xác lập rõ quan niệm trên. Cơ hội làm giàu vốn được chia cho tất cả mọi người. Có những người có bước khởi đầu thuận lợi, còn bạn thì không. Nhưng đừng để điều đó ngăn cản, hãy luôn tin rằng bạn có khả năng làm điều đó. Thực tế đã chứng minh ở bất cứ ngành nghề nào cũng có thể kiếm được tiền. Ngành giải trí cũng có người thành công rực rỡ với hàng triệu đô. Ngành bất động sản cũng có người đi lên từ hai bàn tay trắng. Hay trong thị trường chứng khoán, ai cũng phải ngưỡng mộ Warren Buffett. Về công nghệ, không ai không biết đến Bill Gates hay Mark Zuckerberg. Thứ tư, muốn có tiền phải học cách kiếm. Rất nhiều người thông minh, chuyên gia, nhà nghiên cứu rất giỏi trong lĩnh vực của mình. Nhưng tại sao họ không thể giàu có? Thậm chí có người đến cuối đời vẫn theo đuổi sự nghiệp trong sự nghèo khổ. Sự thật là kiến thức chuyên môn không liên quan đến kiến thức về kiếm tiền. Vì thế mới sinh ra cái khái niệm thông minh về tài chính. Không có ai sinh ra là đã biết cách kiếm tiền giỏi. Chỉ số tài chính và chỉ số IQ là khác nhau hoàn toàn. IQ có phần thiên bẩm, còn chỉ số tài chính thì 100% là được học hỏi và tự cải thiện. Tất cả những người giàu có như Bill Gates, Mã Vân, Tôn Trịnh Nghi, Lý Gia Thành, Sử Ngọc Trụ, v.v. không phải sinh ra đều biết kiếm tiền, nhưng họ đều có hai đặc điểm chung. Thứ nhất, họ có dã tâm kiếm tiền một cách mạnh mẽ. Thứ hai, họ có khả năng học hỏi và sự kiên trì học hỏi cách kiếm tiền. Cũng chính bởi vì họ giỏi học cách kiếm tiền mà bởi vậy họ vượt qua những người bình thường và đạt đến đỉnh cao của sự giàu có. Thông minh không có nghĩa là trí tuệ, thông minh không tạo ra tiền bạc, trí tuệ mới là thứ tạo ra rất nhiều tiền. Những nhà hào phú thực sự không nhất định phải có học vấn cao, nhưng nhất định phải có trí tuệ. Họ đều là những người giỏi học cách kiếm tiền và tất cả họ đều có một quá trình học hỏi cách kiếm tiền một cách phi thường. Hầu hết chúng ta dành thời gian học các kiến thức không liên quan đến tiền từ tiểu học cho tới đại học. Ngay cả các ngành học liên quan đến tài chính, kinh tế cũng chưa học đến kiến thức kiếm tiền thực sự. Điều này không thể trách nhà trường được, vì hệ thống trường học chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Còn việc của mỗi cá nhân đó là tự học để cải thiện khả năng kiếm tiền của mình. Ai muốn trở nên giàu có hơn thì chủ động học hỏi thêm, còn ai sợ khó, sợ vất vả thì mãi sống trong cảnh nghèo khó. Cuộc sống đôi khi vẫn rất công bằng theo cách đó, chỉ là ta không nhận ra mà thôi. Thứ năm, khát vọng kiếm tiền phải lớn. Muốn kiếm tiền thì phải tham vọng kiếm tiền. Vậy tham vọng kiếm tiền là gì? Tham vọng tức là phải xác định rõ mục tiêu, có lý tưởng, có động lực để cố gắng và hành động quyết liệt, không vì chút khó khăn mà chùn bước. Qua bài học về xác lập mục tiêu, bạn sẽ hiểu rằng nếu không có mục tiêu, bạn sẽ chẳng có chút động lực nào để cố gắng. Con đường đi đến thành công đều do mục tiêu quyết định. Người có mục tiêu lớn thì kiếm nhiều tiền, người có mục tiêu bé hơn thì kiếm ít tiền hơn. Còn những người không có mục tiêu thì sẽ mãi mãi chẳng có gì cả. Ngay cả với những người giàu có, người kiếm được 1 triệu đô khác người kiếm được cả tỷ đô là ở mục tiêu của họ mà thôi. Từ bây giờ hãy đặt ra mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho chính mình và dần dần thực hiện từng mục tiêu đó. Mọi thứ ban đầu đều khó khăn, nhưng không khó để đề ra mục tiêu cho bản thân. Hãy tạo ra sự giàu có bắt đầu bằng việc thiết lập các mục tiêu. Sau khi xác lập mục tiêu, bạn phải có kế hoạch cụ thể để tận dụng các nguồn lực thực hiện nó. Ví dụ bạn muốn đi từ A đến B, nhưng không tập trung thì có thể bạn mất thời gian là nhiều ngày. Nhưng với người có phương tiện công cụ phù hợp thì họ chỉ mất vài tiếng. Thứ 6, nhất định phải liều lĩnh nhưng phải có cơ sở. Học cách kiếm tiền của người giàu, bạn sẽ nhận ra rằng họ rất liều lĩnh, có rất nhiều cơ hội lớn không ai dám tham gia, nhưng họ sẵn sàng đầu tư với số tiền lớn. Người ngoài có thể không hiểu vì sao, nhưng thực ra những người này đã âm thầm theo dõi cơ hội này từ rất lâu. Và họ chỉ đang chờ thời điểm phù hợp mà thôi. Nhà triết học chủ nghĩa hành động của Đức đã từng nói, hành động, đó là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Muốn làm giàu phải nhanh chóng hành động,
Sự sợ hãi sẽ cản đường bạn, nên nhớ rằng lợi nhuận và rủi ro luôn tỷ lệ thuận với nhau. Đúng là liều lĩnh mới có cơ hội thành công lớn, nhưng hãy nhìn Bill Gates hay Mark Zuckerberg, không phải ngẫu nhiên mà họ từ bỏ việc theo học tại các trường đại học hàng đầu như Harvard. Điều quan trọng nhất là họ đủ nhìn ra mục tiêu của mình là gì, nên gác việc học lại để theo đuổi đam mê, chứ không phải vì lời học hay vì học kém. Vì thế hãy không ngừng học hỏi, đừng ngại bản thân có sai sót mà sợ hãi chùn bước. Khi bạn nói bạn muốn làm điều gì đó thì bạn phải cố gắng để đạt được nó. Có những điều tưởng chừng như rất khó, nhưng khi bắt tay vào làm ắt sẽ có cách để tiến. Còn nếu thấy khó mà quẳng gánh quay đầu thì vĩnh viễn bạn sẽ không làm nổi việc gì cả. Chỉ có dùng cái đầu để suy đoán và đánh thép liều lĩnh đi tiếp thì mới bứt phá thành công. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi.